Chị biết là các bạn sắp được nghỉ học rồi, nhưng mà trước khi nghỉ học thì chúng mình cùng ôn lại bài cái nha. Cơ mà câu hỏi của chị Kính thì đảm sơ bảo là không có trong sách, chỉ dành cho các bạn có IQ cao. Vào ngay video cho nó nóng nè. Câu 1, đố bạn biết đây là môn học nào? Đừng có vội kêu câu hỏi dễ khi đã đưa ra được đáp án là công nghệ, vì đây mới chỉ là câu hỏi mở đầu thôi. Những câu tiếp theo khó hơn nhiều đấy, tập trung mà trả lời cho đúng nè. Câu 2, tiếp theo là môn học gì nhỉ? Thấy chưa, câu hỏi sẽ tăng độ khó. Mới có sang câu 2 mà chị đã thấy nhiều bạn chưa đưa ra được đáp án là giáo dục công dân rồi nè. Thôi không sao, câu 2 chưa đưa ra được đáp án thì qua câu 3 làm lại nha. Câu 3, bạn có 10 giây để biết đây là gì? Là môn học nữa đâu mấy ông bà già, đáp án là hành lang nha. Mỗi giờ ra chơi thì cái hành lang lại trở thành nơi để nói chuyện và quay top top. Bạn đã từng quay top top ở hành lang lớp học bao giờ chưa? Thấy khó hả? Không khó đâu, chỉ cần đảo ngược các chữ cái lại thì sẽ được từ English, môn học tiếng Anh đúng không nè? Có bạn nào là học sinh giỏi môn tiếng Anh không nhỉ? Thử thả thính chị bằng một câu tiếng Anh đi nào. Câu 6, làm lại nha. Đố bạn sắp xếp các chữ sau thành tên của một thứ trong tuần nè. Thấy dễ rồi đúng không? Rút kinh nghiệm ở câu trước thì câu sau đã có thêm nhiều bạn đưa ra được đáp án là Monday rồi nè. Nhưng mà Monday là thứ mấy thì chị Kính đố các bạn biết và comment xuống phần bình luận nha. Câu 7, đố bạn tìm ra tên của 3 môn học trong bảng chữ cái dưới đây trong 15 giây. Tìm thấy những môn học nào nhỉ? Bình luận xuống phía dưới video xem ai tìm được nhiều môn học nhất nhé. Và đừng quên like video, subscribe kênh để tiếp tục tham gia mini game cùng chị Kính nè. Câu 8, đây là môn học nào? Ai vừa đưa ra đáp án là lịch sử ấy nhỉ? Wow, bạn trả lời đúng rồi đấy. Môn học lịch sử siêu khó, ai mà học giỏi môn này thì đúng là thần đồng đó nha. Câu 9, vậy thì chị triệu hồi các thần đồng đoán xem đây là anh hùng lịch sử nào nhé. Nhớ cái hot trend đi đường quyền không nhỉ? A hi hi, nếu bạn còn nhớ thì mới trả lời được câu hỏi này là Ngô Quyền nha. Ngô Quyền có chiến thắng lẫy lừng tại đâu ấy nhỉ? Đố bạn nào biết và có thể bình luận xuống phần comment đấy. Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiện đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn khỏe, địch với quân địch tất phá được, nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền.
ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu đem cọc lớn, gióp nhọn, đầu bịch sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự. Công ơi, thế còn đây là ai nhỉ? Siêu dễ, các bạn chỉ cần để ý một chút là có thể trả lời đúng nè. Like video điểm danh những bạn đã có đáp án là hai bài chân nha. Chúng ta hộ phản quân Đông vào hỗ trợ bắt giữ các ta. Dặn sự trạm thi sách công khai để răn đe mọi người. Chị, bảo kiếm này là di vật của anh thi sách. Chị đừng quá đau buồn. Di nguyện của thi sách, chị sẽ tiếp nối. Chị em ta sẽ đánh đuổi quân thù. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo quan ức lòng chồng, bốn xin diện diện sở công lệnh đây. Nước Nam đã không còn, chịu chối đi. Ta thà chết chứ không đầu hàng. Mang hận cầm ra trốn xa trường. Câu 11, quay lại với trường học của các bạn nè. Đố bạn biết đây là gì? Này không phải dễ đâu nha, phải là thánh giải đố và có IQ cao thì mới tìm ra được đáp án là ba lô nè. Có bạn nào muốn chị Kính tặng ba lô vào năm học mới không nhỉ? Bình luận đi cho chị biết với nào. Câu 12, thế còn đây là gì nhỉ? Haha, khó quá chứ gì. Nào, like video đi rồi chị sầu đáp án nhé. Đáp án là sổ đầu bài. Khai thật đi, bạn đã bị ghi vào sổ đầu bài bao giờ chưa nhỉ? Câu 13, tiếp theo là môn học nào? Vừa đi qua một câu hỏi khó thì phải có ngay một câu hỏi dễ để các bạn còn lấy lại tinh thần chứ nhỉ? Cơ mà dễ thế này mà bạn vẫn không đưa ra được đáp án là mỹ thuật thì đúng là quê lắm luôn á. Đội 10 cái quần cũng chưa hết quê nha. Like video nếu bạn đã trả lời đúng nào. Câu 14, tiếp nào, bạn đoán xem đây là ai nhé? Có học sinh cá biệt rồi, giờ thì đến học sinh ngoan thôi. Điểm danh anh em học sinh ngoan bằng cách bình luận xuống phần comment nào. Sở đầu mày ra. Mày sở đầu ra. Mày là ai? Học sinh ngoan, học sinh ngoan. Học sinh ngoan, sau đi comeback là một học sinh ngoan. Câu 15, câu hỏi cuối cùng nè. Video ngày mai bạn muốn chị làm về chủ đề nào nhỉ? Ngày Tết, các loại ma hay là lịch sử? Muốn chị làm về chủ đề nào thì nhanh tay like ngay video và comment xuống phần bình luận. Video ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Này thì nhiều người sao đứng gần nàng thương ngã thương. Người đâu trông dễ thương, anh đây chỉ muốn đưa lên thường. Này này xảy ra không tôi gọi điện anh Đức nha. Bảo thằng Đức xuống ngay, ở đây có anh Chiến đang chờ. Lại thằng danh con, hôm nay thì mày xong với tao. Nói thích tao cơ sao mày vẫn dám động vào. Chỉ là nói thích chứ đâu phải là đã nói yêu. Vậy thì tao chốt luôn, em ấy cũng nói thích tao rồi. Giờ em hãy nói đi, sao em lại nỡ thích hai người. Tại vì đang có chuyện trên phây mất cả bằng nhiều tay. Giờ hai anh đánh nhau xem ai chiến thắng em sẽ cho. Ừ thì thích cả hai nhưng yêu em chỉ yêu một thôi. Gọi đàn em xuống đây, hôm nay tao sẽ đấu với mày. Đập nhau xong bắt tay hai ta vẫn sẽ là anh em. Rồi ok có ngay thằng kia anh em đâu hết rồi. Thì chẳng còn có mỗi em thằng Hoàng thằng Tuấn đi vệ chê. Nào anh em hãy xông lên phang cho thằng Chiến một trận. Từ nay tao nói luôn em Dung sẽ mãi là của tao.